Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetix của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu viết chương trình nhập vào độ dài của ba cạnh của một tam giác, tính và xuất ra màn hình chu vi và diện tích của tam giác đó, lấy độ chính xác hai chữ số thập phân. Ví dụ như chúng ta nhập vào độ dài các cạnh đó là 3, 4 và 5 thì xuất ra màn hình chu vi đó là 12 và diện tích đó chính là bằng 6. Và với chương trình này không yêu cầu chúng ta phải kiểm tra xem ba số chúng ta nhập vào có phải là độ dài của ba cạnh của một tam giác hay không, mà chỉ yêu cầu chúng ta nhập vào độ dài các cạnh của một tam giác bất kỳ và xuất ra chu vi và diện tích. Đầu tiên, để giải bài tập này đòi hỏi chúng ta phải biết công thức tính diện tích và chu vi của một tam giác bất kỳ. Đối với một tam giác bất kỳ, chúng ta có công thức để tính diện tích, đó chính là công thức Heron. S sẽ bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ A nhân với P trừ B và nhân với P trừ C. Với P đó chính là bằng A cộng B cộng C tất cả chia cho 2, và hay còn gọi là nửa chu vi. Như vậy chu vi của tam giác này đó chính là bằng A cộng B cộng C. Bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình này bằng ngôn ngữ lập trình Python như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào độ dài của ba cạnh ABC. Vì ba cạnh của một tam giác thì đó chính là có kiểu số thực float input, mời nhập độ dài ba cạnh. Sau đó chúng ta sẽ tách như vậy chúng ta đã nhập xong độ dài ba cạnh A, B và C. Bây giờ chúng ta sẽ tính chu vi như sau. Chu vi sẽ bằng A cộng với B cộng với C. Và P sẽ bằng chu vi chia cho 2, còn gọi là nửa chu vi. Vì trong công thức của chúng ta có sử dụng hàm căn bậc 2, nên tôi sẽ import mét từ viện toán học, và diện tích sẽ bằng mét.sqrt căn bậc 2 của P nhân với P trừ A nhân với P trừ B và nhân với P trừ C. Bây giờ chúng ta sẽ xuất kết quả ra màn hình như sau. Green. Chu vi là 2 chữ số thập phân. Chu vi. Green. Diện tích là 3. Bây giờ chúng ta sẽ lưu chương trình. Tôi đặt tên là tam giác chẳng hạn, và lưu ở ngoài màn hình desktop. Save. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Mời nhập độ dài của ba cạnh 3, 4 và 5. Như vậy chúng ta sẽ có chu vi đó chính là bằng 12 và diện tích đó chính là bằng 6. Như vậy hoàn toàn chính xác với yêu cầu của bài toán. Và như vậy chúng ta đã làm xong bài tập về tính chu vi và diện tích của một tam giác bất kỳ khi viết độ dài của ba cạnh. Và trong quá trình thực hiện chương trình, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.